nhìn Darwin Núñez mới thấy Chelsea đã đúng. Chân sút người Uruguay đang thi đấu với một phong độ cực kỳ ấn tượng trong mùa giải năm nay. Cập bến Anfield vào mùa hè năm 2022 với mức phí ban đầu 75 triệu euro trong một thương vụ có tổng trị giá lên đến 100 triệu euro, Darwin Núñez hiển nhiên đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Vì vậy, dù kết thúc mùa giải đầu tiên với một thành tích không quá kém cỏi, 15 bàn, 4 kiến tạo sau 42 lần ra sân trên mọi đấu trường, chân sút người Uruguay vẫn nhanh chóng được nhận định là một thương vụ thất bại của Liverpool. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt trong mùa giải kế tiếp, khi Núñez đã có đủ thời gian để thích nghi với môi trường mới, giải đấu mới. Trở lại sau chấn thương, cựu sao Benfica vẫn giữ được phong độ thăng hoa với 3 bàn sau 2 trận gần nhất. Và kể từ đầu mùa, anh đã có tổng cộng 16 bàn và 11 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, vượt xa thành tích trong cả mùa giải trước. Và nhìn Núñez bùng nổ, có thể nói Chelsea đã có một động thái thực sự đúng đắn. Theo tiết lộ từ ký giả Paul Joyce của The Times, vào mùa hè năm ngoái, thời điểm rộ lên những tin đồn cho thấy Liverpool đang cân nhắc để Núñez rời đi chỉ sau một mùa giải. Vào lúc đó, The Kop được cho là đặc biệt quan tâm đến Joao Felix và muốn thực hiện một thương vụ trao đổi với Núñez. Tin tức này sớm truyền đến tai Paul Winston Lee, đồng JTT của Chelsea, người vốn đã đánh giá cao Núñez kể từ khi còn làm việc ở Brighton. Hiển nhiên, Winston Lee không thể bỏ qua cơ hội chiêu mộ một mục tiêu mà mình đã kết từ lâu và ông đã nhanh chóng liên hệ trực tiếp với phía Liverpool để hỏi rõ về tình hình của Núñez. Tuy nhiên, tất cả những tin đồn liên quan đến chân sút người Uruguay đều là giả. Liverpool hoàn toàn không có ý định chia tay Núñez, đồng thời họ cũng không có suy nghĩ chấp nhận bất kỳ lời dò hỏi hoặc đề nghị nào. Giờ đây, Winston Lee và Chelsea át hẳn đang rất tiếc nuối khi nhìn vào những màn thể hiện của Núñez, đặc biệt là khi họ đang rất khao khát một tiền đạo trung tâm thực sự đẳng cấp. Tất nhiên, công tác chuyển nhượng trong bóng đá luôn chứa đựng những cơ hội lẫn rủi ro tiềm ẩn. Và mặc dù phong độ của Núñez trong mùa giải trước có phần gây thất vọng, The Blues vẫn tin tưởng vào tiềm năng của anh. Xong. Tiếc là Liverpool cũng nhìn thấy điều này. Điều quan trọng nhất không chỉ là nhìn vào phong độ kém cỏi của một cầu thủ tại một thời điểm cụ thể, mà là khả năng nhìn xa trông rộng và đánh giá đúng tiềm năng phát triển của họ. Trong trường hợp của Núñez, rõ ràng phía Chelsea đã đúng khi nhắm đến chân sút người Uruguay và nếu như có cơ hội thì chắc chắn họ cũng đã bạo chi để mang anh về Stamford Bridge. Song, viễn cảnh trên đã không xảy ra và họ vẫn đang tiếp tục theo sát những cái tên như Ivan Toney hay Victor Osimhen cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. The Ligue gửi thông điệp cho Manu Te. Thông qua Metro, trung vệ Matthijs de Ligt có những phát biểu liên quan tới tương lai. De Ligt gia nhập Bayern từ Juventus trong một hợp đồng trị giá khoảng 65 triệu bảng vào năm 2022 sau khi giành chức vô địch Serie A, Coppa Italia và Supercoppa Italiana trong 3 năm ở Turin. Tuy nhiên, các vấn đề về phong độ và thể lực đã khiến De Ligt không được trọng dụng tại Allianz Arena. Erik ten Hag đã cố gắng đưa De Ligt đến Old Trafford vào hè 2022 và người ta tin rằng Man United có thể tăng cường sự theo đuổi một lần nữa vào cuối mùa giải. Man United đang chuẩn bị đại hàng phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sau khi Sir Jim Ratcliffe tiếp quản mảng thể thao. De Ligt đã được xác định là mục tiêu hàng đầu ở vị trí trung vệ, cùng với Jarrad Branthwaite của Everton và Jean-Claire Todibo của Nice. Victor Lindelof, Johnny Evans, Rafael Varane và cả Harry Maguire đều phải đối mặt với tương lai không chắc chắn ở Manchester. Cả bốn cầu thủ có thể ra đi nếu Man United tìm được người thay thế phù hợp. Tuy nhiên, tuyển thủ Hà Lan dường như không có kế hoạch chia tay Bayern Munich. Anh khẳng định, bây giờ tôi không nghĩ về điều đó tương lai. Tôi rất hạnh phúc ở Bayern Munich. Tất nhiên là tôi chưa có một mùa giải dễ dàng cho đến nay. Tôi đã bị thương trong một thời gian dài. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy khỏe và sung sức. Tôi muốn ra sân thi đấu. Harvey Elliott cảnh báo Man City. Trao đổi với trang web chính thức của Liverpool, Harvey Elliott đã có những nhận định ban đầu về trận gặp Manchester City. Nhận định về cuộc thư hùng Manchester City cuối tuần này, Harvey Elliott khẳng định The Citizen sẽ không có một chuyến hành quân dễ dàng đến Anfield. Tài năng người Anh chia sẻ, không có nghi ngờ gì về việc đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Đối mặt với một đội bóng có những cầu thủ đẳng cấp thế giới, nó sẽ là một trận đấu rất khắc nghiệt, nhưng họ phải hành quân đến sân của chúng tôi và chắc chắn sẽ có sự ủng hộ của người hâm mộ. Sẽ cần một nỗ lực lớn để giành chiến thắng. Như tôi đã nói, đó là một đội bóng không thể tin được. Nhưng chúng tôi là Liverpool và sẽ được chơi trên sân nhà. Anfield không phải là một nơi dễ đến. Những người hâm mộ của chúng tôi sẽ cổ vũ hết mình. Chúng tôi biết điều đó và chúng tôi cũng biết rằng cả đội cần phải có một màn trình diễn mạnh mẽ, nỗ lực hết mức có thể. Bây giờ, chúng tôi cần phải lấy lại thể lực để có thể bắt đầu tập trung vào trận đấu đó, một trận đấu khó khăn. Liệu Arteta đã giành chiến thắng trong canh bạc Raya? Bất chấp những lời chỉ trích khi giam cầm Aaron Ramsdale lên băng ghế dự bị nhằm tạo cơ hội cho David Raya, Javi Mikel Arteta dần chứng minh quan điểm của mình. Ramsdale đã được người hâm mộ bầu chọn để góp mặt trong đội hình tiêu biểu của Premier League mùa giải trước. Nhưng kể từ khi Raya cập bến sân Emirates, ngôi sao người Anh chính thức đánh mất vị trí chính thức trong khung gỗ Arsenal sau giai đoạn thi đấu quốc tế hồi tháng 9. Mọi cuộc tranh luận tạm thời lắng xuống khi Arteta kiên quyết với lựa chọn của mình, cũng như Raya thi đấu ổn định giúp pháo thủ bay cao trong cuộc đua vô địch. Nhưng giới mộ điệu sẽ có cơ hội chỉ trích chiến lược gia người Tây Ban Nha cuối tuần này nếu Ramsdale có màn thể hiện thuyết phục trước Brentford, bởi Raya sẽ không thể ra sân bắt chính do Bayong vẫn đang là đội bóng chủ quản của thủ môn 28 tuổi. Mặc dù chiếm trọn lòng tin nơi Arteta, nhưng Raya vẫn nhiều lần mắc những sai lầm khiến đội chủ sân Emirates phải trả giá.
điển hình như tình huống đón điểm rơi không chuẩn xác, tạo điều kiện để Mikhailo Mudryk sút tung lưới, hay những pha bóng thiếu tập trung trong chiến thắng 4-3 của Arsenal trước Luton Town. Thậm chí ở khả năng cản phá, thủ môn sinh năm 1995 còn đang là một trong 4 thủ thành kém nhất Premier League với tỷ lệ cứu thua ở mức 64%. Chỉ có Jason Steele của Brighton and Hove Albion là người tệ hơn Raya. Nhưng với sức mạnh cùng lối chơi kiểm soát mà Arsenal đang thể hiện, các thủ môn của pháo thủ thường rảnh tay và hiếm khi được thể hiện tài năng cản phá. Mùa này, CLB Bắc London đã nhận tổng cộng 23 cú sút từ đối thủ, con số thấp thứ 2 giải chỉ sau nhà DK Vedat Manchester City, do đó Arsenal cũng đang là đội có chỉ số bàn thua kỳ vọng mỗi trận thấp nhất Premier League. Raya có thể không sở hữu tài cản phá xuất thần, nhưng ngôi sao người Tây Ban Nha luôn biết cách biến mình trở thành ông chủ trong vòng cấm đội nhà nhờ vào khả năng ra quyết định thông minh. Đừng quên, cầu thủ 28 tuổi đang dẫn đầu cuộc đua găng tay vàng 2023-24 với 9 trận đấu giữ sạch lưới. Nhiều người có thể đánh giá thấp danh hiệu này của Raya bởi Arsenal sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn, nhưng để giúp tuyến phòng ngự giảm tải áp lực trước đối thủ, Raya chắc chắn là một trong những nhân tố quan trọng nhất. Bản đồ nhiệt vị trí mùa này cho thấy Raya thường xuyên dâng cao hơn Ramsdale. Đây là chi tiết nhỏ, nhưng cho thấy thủ môn sinh năm 1995 có nhiều đóng góp trong khâu luân chuyển bóng lên tuyến trên hơn người đàn em. Điều tôi thích ở Raya là những đóng góp của cậu ấy vào các bàn thắng. Javi Arteta nói vào tháng trước, bạn sẽ khó nhận ra điều đó, nhưng cậu ấy thực sự đang hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điểm mạnh nơi Raya lại trở thành sở đoản của Ramsdale lúc này. Giai đoạn đầu mùa, ngôi sao người Anh thừa nhận bản thân gặp khó khi Arteta muốn anh chơi cao hơn để phối hợp với các đồng đội, nhưng Ramsdale gần như không đáp ứng được yêu cầu. Hệ quả, cựu sao Sheffield United bị nhà cầm quân 42 tuổi tống lên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho Raya. Ngoài những đóng góp trong khâu luân chuyển bóng, Raya còn là một vũ khí nguy hiểm cho Arsenal trong các tình huống phản công. Ở đó, bàn thắng thứ 3 của Leandro Trossard trong chiến thắng 5-0 trước Crystal Palace là minh chứng điển hình. Mùa này, chỉ có Alisson Becker và Jordan Pickford là những thủ môn có chỉ số tiền kiến tạo tốt hơn Raya tại Premier League. Trong một trận đấu, bạn sẽ có nhiều cơ hội để phản công, những tình huống mà bạn cần tận dụng triệt để nhằm tạo ra khác biệt, Arteta nói. Sau một chiến dịch 2022-23 đáng tiếc, Arteta đã quyết tâm sửa chữa những lỗi lầm khiến Arsenal để tuột mất ngôi vương nước Anh vào tay Man City và vị trí thủ môn là một trong số đó. Raya có thể bắt bóng không xuất sắc bằng Ramsdale, nhưng ngôi sao người Tây Ban Nha rõ ràng đang giúp lối chơi pháo thủ thêm phần biến hóa.